Trước thông tin khiến cho nhiều khán giả hoang mang về việc có hay không việc Osen Ngọc Mai đã từng kết hôn với một người khác trước khi về chung nhà với Quốc Nghiệp, thì mới đây Osen Ngọc Mai cũng như là ekip của mình đã có những động thái đầu tiên liên quan đến sự việc này. Mới đây, mạng xã hội đã vô cùng xôn xao lan truyền hình ảnh Osen Ngọc Mai trong trang phục cô dâu tại một hôn lễ vào nhiều năm trước. Một số hình ảnh trong đám cưới còn cho thấy bảng tên của cô dâu chú rể là Tô và Mai. Ngoài ra thì còn có một số nghệ sĩ được cho là đã tham dự đám cưới này như là nghệ sĩ Thanh Thủy và nghệ sĩ Tạ Minh Tâm. Ngay lập tức đã có nhiều thông tin đồn đoán về việc Osen Ngọc Mai đã từng làm đám cưới với một người khác trước khi về chung một nhà với Quốc Nghiệp. Cho đến mới đây, phản hồi với báo chí về việc có hay không việc Osen Ngọc Mai đã từng kết hôn với một người khác trước khi kết hôn với Quốc Nghiệp, thì hiện phía Ngọc Mai chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Trong khi đó, thì phía Quốc Nghiệp chỉ cho biết, chúng tôi không phủ nhận cũng không khẳng định, chúng tôi sẽ thông tin đến mọi người sau. Động thái úp mở này của Osen Ngọc Mai càng khiến cho netizen không khỏi hoang mang và thêm bàn tán xôn xao. Trước khi ồn ào này nổ ra, Ngọc Mai đã có tổ ấm nhỏ viên mãn bên Quốc Nghiệp. Cả hai có với nhau hai nhóc tì, một bé trai, một bé gái vô cùng đáng yêu. Song được biết, hiện tại Ngọc Mai và Quốc Nghiệp vẫn chưa tổ chức đám cưới. Trước đó, Osen Ngọc Mai đã là cái tên vụt sáng trong làng nhạc Việt thời điểm cuối năm 2022 nhờ danh hiệu quán quân trong chương trình Ca sĩ mặt nạ. Song, bà xã Quốc Nghiệp sau cột mốc này cũng liên tục vướng phải nhiều thị phi và ồn ào, từ lùm xùm liên quan đến tác quyền bài hát Tùy Âm, tranh cãi về phát ngôn, cách hát, cho đến mới đây nhất là nghi vấn từng kết hôn trước khi yêu Quốc Nghiệp. Những thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like cũng như là subscribe cho nhiều nhé!